TechSound Việt Nam, showroom trải nghiệm âm thanh cao cấp. Tọa lạc tại địa chỉ số 7 dãy B2, shop house 24 giờ Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Với các thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới nhằm đem lại sự trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Hotline liên hệ 0942 979696, 0933 469 555 hoặc truy cập website techsound.vn. Mệt chưa? Alo, 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 alo. Ok, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của TechSound Việt Nam. Có lẽ là dạo này xem review hơi nhiều đúng không bác? Nhưng mà đấy là các bác biết rằng là khi mà review nhiều, chứ là đang có rất nhiều sản phẩm hot, rất nhiều sản phẩm đình đám để được lên sóng, để các bác có thể trải nghiệm cũng như là xem rồi là được yêu thích những cái món đồ âm thanh của mình. Có thể là chưa đủ tiền nhưng mà mới được xem là sướng rồi, xem là sướng rồi đúng không? Được review là thích rồi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi review một sản phẩm mà có lẽ là đình đám nhất hiện tại bây giờ luôn, mà rất nhiều bác khách hàng nhắn tin cũng như là inbox hỏi em rất là nhiều. Thật sự với các bác rằng là đây là những model amplifier rất hot. Nếu như các bác đang xem clip này chắc chắn biết nó là âm ly gì rồi đúng không? Đó chính là Apex đến từ Bỉ các bác nhá. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá và review chi tiết một mẫu amplifier thứ hai. Hôm trước thì em đã có lên sóng và review cho các bác một clip tổng thể về tất cả mẫu amplifier của Apex. Rồi trong đó là chúng ta sẽ có một cái clip review về chiếc Apex CP354 với mã là 4 kênh, mỗi kênh là 350W rồi đúng không? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá một model thứ hai, đó chính là 4 kênh và 700W ở trở kháng là 8 ohm. Chưa hết. Ngay hôm mà em review lên sóng xong thì đã có hai bác khách hàng đặt hai mẫu amplifier, nhưng mà lại đặt hai mẫu amplifier có công suất là lớn nhất. Thật ra là về lần này thì được có mấy cái thôi, bởi vì là hãng, thật ra là tất cả những cái thương hiệu cho thời điểm hiện tại luôn, từ Rapport hay là PowerShop, thật sự các bác là không có hàng đâu. Tất cả các bác có thể đi hỏi các hãng âm thanh khác thì các bác sẽ thấy rất khó khăn. Chưa kể là một chiếc amplifier mà tích hợp DSP controller ở trong này và bầu trời công nghệ luôn. Nhưng mà cũng không làm khó được, từ bây giờ đến cuối năm thì các bác yên tâm là các bác cũng đặt hàng thoải mái, vẫn mua được các bác nhá. Và ngày hôm nay thì các bác sẽ cùng em đi tìm hiểu, đó chính là một model amplifier CP704. Chào các bác, đây chính là model amplifier CP704. Chắc là các bác đã xem clip trước thì các bác sẽ thấy rằng là về cái ngoại hình thiết kế mặt trước cũng như là mặt sau thì nó hoàn toàn giống với mã là CP354. Về công nghệ, về tính năng và cách vận hành, cách kết nối và rất nhiều thứ mà liên quan đến phần mềm thì nó sẽ giống y chang cái amplifier CP354 mà hôm trước em có review cho các bác xem. Thì nếu như mà các bác nào mà muốn xem chi tiết về cái phần mềm cũng như là các tính năng công năng của dòng amplifier Apex này thì các bác có thể truy cập đường link em để ở dưới mô tả nhá. Ở dưới đấy thì các bác có thể kích vào cái đường link đó là CP354 để các bác có thể xem về toàn bộ những cái gì mà em review, em đánh giá chi tiết về cái phần mềm cũng như là giao diện của hãng amplifier Apex này. Nhìn ở bên này đây thì các bác sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái màn hình hiển thị LCD giống y chang những cái mẫu amplifier của Apex khác. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái điều khác biệt, đó là cái mã model để giúp cho các bác có thể biết được đây là mẫu amplifier nào.
Với model này thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ có là 4 kênh nhân 700W ở trở kháng là 8 ohm. Ở mặt phía sau thì các bác sẽ thấy rằng là với chuẩn kết nối thì nó tương tự như là các dòng khác CP354, 1504 thì chúng ta sẽ đều như nhau. Chúng ta sẽ có những cái dạng là jack, dạng install để giúp chúng ta có thể kết nối ra loa cũng như là kết nối dây tín hiệu vào đây. Nó sẽ giống dạng như là con controller của Nexo, ví dụ như dòng DTD EU này, rồi là một số dòng amplifier của DNB Technic hay là Rasputin thì cũng đều có cái chuẩn kết nối như thế này hết các bác nhé. Thậm chí PowerShop cũng có. Ở đây chúng ta sẽ có những cái cổng LAN network để chúng ta có thể kết nối mạng LAN internet ở đây. Ngoài ra chúng ta cũng giúp nó để điều khiển không dây qua mạng LAN hoặc là kết nối trực tiếp ở đây để chúng ta có thể control được cái chiếc amplifier này. Ở đây chúng ta sẽ có những cái khe tản nhiệt rất là nhỏ ở đây để giúp chúng ta có thể tản nhiệt ra phía sau và phía trước này để hút gió vào. Ở bên trái đây thì các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ có một cái công tắc nguồn. Với công tắc nguồn này sẽ giúp cho chúng ta bật tắt phần cứng chiếc amplifier này, tắt là tắt hẳn luôn. Ngoài ra chúng ta có thể tắt phần mềm trên giao diện phần mềm. Vừa xong thì các bác sẽ cùng em đi tìm hiểu đó là về mặt trước, mặt sau của chiếc amplifier ABEX CB704. Với chiếc amplifier này, nếu như mà cùng công suất, cùng tính năng, cùng công năng, đây là một chiếc amplifier nhẹ nhất thế giới luôn. Không có cái gì nhẹ hơn. Nó có thể nhẹ hơn một chiếc vang số các bác nhà các bác đang dùng. Nếu như bác cầm chiếc vang số lên, các bác có thể hình dung ngay được chiếc Ampli CP704 này, 4 kênh 700W ở trở kháng 8 ohm. Rất là mạnh, rất là mạnh luôn. Với chiếc amplifier này, nó có thể chạy bất cứ một chiếc loa full range nào bass 30 nhà các bác đang sử dụng một cách ngon lành cách nào luôn. Tiếp đến nữa là hai kênh còn lại chúng ta có thể chơi một chiếc subwoofer bass 40, thậm chí là bass 50 cũng nhẹ nhàng luôn. Ngoài ra, các bác có thể bridge hai kênh lại để công suất có thể x lên rất nhiều lần để giúp chúng ta có thể hoạt động được. Tiếp đến nữa, chiếc amplifier này có thể cân được những mẫu loa full range bass 40 các bác nhé. Nhẹ nhàng luôn. Tại sao cân được? Các bác có biết lý do vì sao không? Đó là với tính năng công nghệ power share. Với mỗi kênh của chiếc Ampli Apex này nó có thể đạt lên hơn 1000W là chuyện bình thường. Nếu như mà các bác khi mà vào phần thiết lập, chúng ta có thể thiết lập, chúng ta có thể gọi ra công suất nó có thể lớn hơn 700W, hơn rất nhiều lần nhờ vào công nghệ đó là power share công suất. Tất cả những chiếc amplifier mà tích hợp controller hay là tích hợp DSP mà chúng ta có thể bridge kênh lại bằng phần mềm, và tiếp đến nữa là hãng có hỗ trợ công nghệ power share thì chúng ta có thể xe các kênh còn lại cho nhau. Ví dụ như là các amplifier mà hỗ trợ công nghệ power share để dồn kênh, ví dụ như là Nexo chúng ta có dòng NXAM, tiếp đến là chúng ta có Rasputin dòng POM, tức là dòng PLM thì chúng ta có cái công nghệ đó. Ngoài ra PowerShop cũng có công nghệ đó. Ví dụ như là các dòng X thì nó đều có công nghệ này. Nhưng với Apex chúng ta sẽ có nhiều ứng dụng hơn, chúng ta nhiều cải tiến hơn và có nhiều công nghệ hơn rất là nhiều. Giải thưởng AdWord 2022 vừa diễn ra, đó là về cái công nghệ âm thanh của năm thì Apex được dẫn đầu, đứng hai là thuộc về Digital và Mixer, và đứng thứ ba đó là về thương hiệu L Boutique, tức là thương hiệu LA. Ngoài ra nữa chúng ta còn nhiều nữa, đó là những cái gì đó mà em chia sẻ cho các bác thêm về cái thương hiệu amplifier Apex này. Vậy là nếu như mà một chiếc amplifier này, chúng ta sẽ nói về hiệu năng tuyệt vời rồi, chúng ta không có gì để chê trách nó cả. Rồi tiếp đến nữa chúng ta biết được rằng liệu bền nó có bền không, liệu là chất lượng đem lại nó có thực sự hoạt động nó có ổn định không. Các bạn yên tâm rằng những chiếc amplifier này được hãng họ test hiệu năng phải nói là hơn kinh khủng hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Họ test bằng những cái trở kháng rất là dã man luôn, họ chạy ngày chạy đêm để họ test ra những chiếc amplifier này. Và đương nhiên những chiếc amplifier này cũng được OEM cho rất nhiều hãng, ví dụ như là FPT của Ý này và nhiều thương hiệu hơn thế nữa đang sử dụng amplifier Apex. Và tiếp đến nữa, với một chiếc amplifier nhiều tính năng, nhiều công năng và nhiều công nghệ như vậy rồi, nếu như mà chúng ta nhận xét đi một cách công bằng đi, hiện tại thì có những thương hiệu ví dụ như là Rasputin này hay là PowerShop để vận hành cũng như là thiết lập những chiếc amplifier này phải nói là quá khó các bạn, khó thật. Nếu như một chiếc ampli mà như là Rasputin hay PowerShop mà kỹ thuật mà gọi là hơi non tay một tí thì nói thật với các bác là để mà kết nối được chiếc amplifier đó thì chắc cũng vã mồ hôi hột luôn. Đấy là kết nối thôi nhé, chưa nói đến việc vận hành. Nhưng với Apex như thế nào nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá một chút về phần mềm của chiếc ampli Apex này nhé. Trước mặt các bác đây chính là giao diện phần mềm
của Amplifier APEC. Với APEC thì chúng ta có thể kết nối với bất kỳ một thiết bị nào có kết nối Internet và có trình duyệt Internet để chúng ta có thể kết nối và điều khiển lập tức chiếc Amplifier này luôn. Ở đây thì em đang sử dụng đó là một chiếc iPad không dây, không có dây dợ kết nối gì cả, và kết nối trực tiếp qua Wi-Fi của chiếc Amplifier APEC này kết nối ra. Ngoài ra các bác có thể dùng dây LAN mạng nhà chúng ta kết nối vào chiếc Amplifier này, và các bác cũng chỉ cần kết nối với mạng LAN nhà các bác bằng Wi-Fi nhà các bác là các bác có thể điều khiển được chiếc Amplifier này rồi nhá. Đây là chính là giao diện của phần mềm khi các bác thông qua một địa chỉ IP. Cái này nó sẽ cấu hình như một chiếc router Wi-Fi các bác nhé, rất thông minh. Chúng ta không cần phải cài đặt phần mềm, không phải cài đặt bất cứ một cái app gì cả. Vậy là cái vấn đề về tối ưu, về cái vấn đề là cài đặt được giảm thiểu đi khá nhiều. Bình thường để kết nối một chiếc Amplifier, thậm chí là chiếc vang số cơ bản nhất đi, thì chúng ta cũng phải cài đặt một cái phần mềm. Cái phần mềm này nó có thể hỗ trợ ở trên Windows, có thể hỗ trợ ở trên Mac OS, nhưng mà nó lại không hỗ trợ ở trên điện thoại hay là máy tính bảng, không hỗ trợ. Thậm chí là những cái phần mềm vang số thì không có hỗ trợ phần mềm cho Mac OS. Ngoài ra những chiếc DSP cũng không có luôn. Nhưng với APEC chúng ta sẽ được tích hợp tất tần tật trong chiếc Amplifier này. Chúng ta chỉ cần truy cập vào địa chỉ IP là chúng ta có thể routing kết nối được rồi. Chứ mà các bạn đây chính là một cái giao diện hiển thị. Ở đây nó có phần đó là mixing input đầu vào. Nhìn ở đây chúng ta cũng thể nói là nó như một cái bàn mixer. Như một cái bàn mixer, chúng ta sẽ có đến rất nhiều đường, các bạn có thể nhìn thấy 4 đường analog đầu vào, 4 đường network, 2 đường sitter, có thể là đường airplay vào nữa, và 2 đường sync noise và pin noise. Cái này dùng cho cái kỹ thuật setup. Ngoài ra trong cái trường hợp là chúng ta không cần đưa tín hiệu vào đây, mà chúng ta chỉ cần đẩy cái tín hiệu sync noise hoặc là pin noise lên thôi. Bình thường nếu các bác mà nghe thấy anh em mà hay đi làm phòng hát hay là căn chỉnh mà nghe tiếng xì xì ấy, thì đó chính là tiếng pin noise này các bác nhé. Đấy, nếu như mà ở đây chúng ta có thể kéo lên tăng giảm. Thật sự nếu như mà nói về một chiếc Amplifier mà lại tích hợp được DSP, ngoài ra chúng ta sẽ có những cái chiếc DSP chuyên nghiệp, thì cái sự độ mượt cũng như là độ trễ của nó cũng xảy ra giá rất là nhiều. Nhưng với APEC thì độ trễ hãng cam kết bằng 0.01 msg, 0.01 msg. Và tiếp đến nữa là gì? Hãng sẽ update phần mềm liên tục cho chúng ta để đưa những cái tính năng, những cái công năng mới và cái hiệu năng tối ưu hóa để cho có thể hoạt động được. Ở đây thì các bác sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 kênh tương đương với là 4 channel của Amplifier. Chúng ta dùng kênh nào chúng ta select vào đó. Chúng ta dùng kênh nào chúng ta select vào đó. Rất là nhanh và rất là mượt luôn. Ở đây chúng ta sẽ có gain. Các bác click vào đây. Thì ở đây gain thì nó tương đương với là 4 kênh của Amplifier. 1, 2, 3, 4. Bình thường chúng ta sẽ dùng những cái nút chiết áp để chúng ta tăng giảm. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng những cái cần này. Các bác thấy mượt không ạ? Một chiếc Amplifier mà chúng ta cảm giác là nó mượt kinh luôn á. Mượt hơn là thực tế luôn, hơn là chúng ta dùng cái bàn mixer luôn. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có delay, chúng ta chỉnh độc lập từng đường, cũng rất lợi hại, từng cái loa một luôn. 4 kênh tương đương với 4 đường delay khác nhau. Ngoài ra chúng ta cũng có sẽ chỉnh là equalizer. Rất nhiều equalizer. Chúng ta sẽ có đến 12 đường equalizer chúng ta để chỉnh cho mỗi đường của Amplifier. Ngoài ra chúng ta cũng thể hiển thị phase cũng như là max smooth cho cái vấn đề là anh em kỹ thuật để có thể căn chỉnh được chiếc Amplifier này tối ưu hóa cho hệ thống âm thanh của chúng ta. Ngoài ra chúng ta cũng có mục là Xover, có thể cắt cho low pass, high pass filter. Ở đây ví dụ như chúng ta cắt cho subwoofer chẳng hạn, với tất cả tật đầy đủ các tính năng low cut, high cut cho hệ thống loa full của chúng ta hoạt động một cách hoàn toàn nhất. Nhắc đến Amplifier APEC, chúng ta không thể nhắc đến sự thông minh về limiter cũng như là compressor. Cái việc này nó giúp cho chúng ta đó là bảo vệ loa cũng như là giúp cho cái loa của chúng ta không bao giờ bị hỏng cũng như là không bao giờ có thể cháy được. Lý do như thế nào và lý do tại sao thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ngay bây giờ nhé. Ở đây chúng ta sẽ có phần đó là phần RMS state và phần peak state. RMS của state thì chúng ta sẽ nhập vào đây là thông số RMS của loa. Bất cứ một cái loa nào các bạn đang sử dụng đều có thông số RMS của loa. Ví dụ như là với chiếc loa Nexo PS8 đi, thì chúng ta sẽ có RMS là ví dụ như là 350W. Thì các bác nhấn vào cái biểu tượng này, chúng ta nhập RMS đây là 350W, 350. Trở kháng của loa là bao nhiêu, các bác nhập vào. Loa nhà bác trở kháng bao nhiêu, 8 ohm, 4 ohm hay bao nhiêu, các bác nhập vào. Tiếp đến đó là cái phần hai cắt mà cho loa, các bác cắt ở tần số bao nhiêu thì các bác chọn lại. Ví dụ như từ 60 với Nexo PS8 thì chúng ta sẽ cắt là từ 70, ví dụ như vậy, 70 bác nhập vào.
Với đây là cái Amplifier, em chưa cập nhật cái phần phiên bản phần mềm mới lên. Với cập nhật phiên bản phần mềm mới lên, khi các bác nhập vào nó sẽ tự động ăn luôn cái phần low cut high cut từ cái đường main khi chúng ta cắt. Và sau đó các bác ấn vào apply. Rồi xong. Vậy là với chiếc loa này nó sẽ tự động, amplifier này nó sẽ tự động tính toán cái ngưỡng vôn gate ở đầu ra để đạt được cái RMS cho chiếc âm, cái chiếc loa của chúng ta. Tiếp đến nữa, để tính cho pitch của cái loa, pitch của chiếc amplifier này đưa ra công suất ra cái loa là bao nhiêu. Với loa thì chúng ta tính pitch bằng cách là chạy ở mức độ là program của cái loa thôi. Ví dụ như là với 350W ở RMS thì với cái chương trình program của nó rơi vào độ khoảng 700W. 700W thì chỉ chạy trong độ khoảng vài tiếng thôi là chúng ta phải stop nó lại. Vậy là chúng ta cũng có thể nhập cái peak vào đây là 700W vào đây. Và đương nhiên chúng ta ấn apply. Ok, nó sẽ tự động lấy công suất max chúng ta sẽ đưa ra đây. Min là 53W volt và max là 75V. Đương nhiên rồi, với công suất vật lý chúng ta có P, chúng ta có R thì lập tức chúng ta có thể tính được cái vấn đề là cái công suất và cũng như là cái trở kháng ra loa làm sao cho nó tính ra được đúng cái công suất như này để giúp cho cái loa có thể hoạt động được một cách hoàn hảo nhất. Vậy là chúng ta sẽ hiểu rằng là gì, với RMS của loa đưa ra đây là 53V ra cái kênh mà chúng ta đang chọn là kênh 2 và maximum khi mà cái amplifier được đưa ra là 75V. Vậy là trong trường hợp như thế này chúng ta sẽ yên tâm rằng là chả bao giờ cháy được cái loa đâu, bởi vì các bác có làm gì đi chăng nữa thì nó chỉ đưa ra 75V thôi, nó không thể hơn được 75V. Vậy là cái loa của chúng ta không bao giờ cháy đâu. Còn với bình thường chiếc amplifier khác nó vẫn thể vọt lên trên 75V là chuyện hết sức bình thường. Vậy là chiếc amplifier này nó còn lên được nữa, maximum nó còn cao nữa. Vậy các công suất của kênh này chúng ta lấy ra đây có 75V. Còn ngoài ra nó sẽ dồn cho các kênh còn lại. Các bác có thể tăng lên ở đây, nó lên có thể 90V. Hoặc là chúng ta tăng maximum lên là được 180V. Quá khủng khiếp luôn, dã man. Đó là toàn bộ về cái phần delimiter. Ngoài ra chúng ta có thể vào mục speaker ở đây. Cái mục speaker ở đây các bác có thể là tạo ra nhiều folder, ví dụ như là Nexo này, Adamson này, là DNB này, rồi nhiều thương hiệu khác. Trong Nexo chúng ta sẽ có nhiều cái mã loa của Nexo chúng ta upload vào đây. Trong bản cập nhật phần mềm mới nhất thì hãng đã cho phép chúng ta có thể upload cái preset của từng hãng âm thanh vào trực tiếp đây luôn mà chúng ta cũng không cần phải làm gì cả. Vừa xong thì các bác sẽ cùng em đi khám phá đó một chút về cái giao diện phần mềm. Nó sẽ giống rất giống cái CP354 đúng không? Và tiếp đến nữa, một thời gian tới nữa em sẽ review cho các bác nốt về chiếc amplifier của công suất lớn là 1500W ở clip tiếp theo. Tiếp đến nữa, Apex có một cái phần rất là lợi hại ở thị trường chúng ta đang cần cái này rất là nhiều. Đây là một tính năng cực kỳ hữu dụng và cực kỳ cao cấp. Và tất cả các chuỗi nhà hàng, khách sạn cũng như là các ở trung tâm chúng ta đều sử dụng cần tính năng này, đó là chia vùng. Với amplifier Apex chúng ta chỉ cần kết nối một sợi dây LAN vào nó thôi, nó có thể chia vùng độc lập cho chúng ta từng vùng một, sảnh này, trong phòng, từng phòng một, phòng 2, phòng 3. Các bác có thể phát nhạc trực tiếp vào từng phòng luôn trên một cái điện thoại của chúng ta. Ví dụ như là các bác thích phát nhạc vào phòng 1, phòng 2, phòng 3 đều phát được thông qua tính năng đó là Airplay. Với Airplay của amplifier Apex các bác có thể gửi trực tiếp nhạc từ điện thoại của chúng ta send trực tiếp vào chiếc amplifier này theo từng vùng chúng ta sẽ đặt, ví dụ như phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4 thì các bác có thể airplay trực tiếp vào đó. Các bác chỉ cần kết nối vào mạng wifi của tòa nhà thôi là các bác có thể phát trực tiếp nhạc. Và ngoài ra các bác có thể, nếu như mà các bác dùng ứng dụng Spotify, các bác chỉ cần đăng nhập tài khoản Spotify vào chiếc amplifier Apex từng vùng này một và các bác có thể send cho nó từng lít nhạc của nó sẽ tự động chạy cho các bác luôn. Rất là thông minh đúng không ạ? Cực kỳ thông minh luôn. Với tính năng Airplay, Airplay là một tính năng mà giúp cho cái việc là chúng ta truyền tải dữ liệu nhạc thông qua internet với độ trễ gần như bằng không. Trước đây chúng ta sẽ có đường truyền không dây, ví dụ như là Bluetooth đúng không ạ? Nhưng với Bluetooth thì nó bị hạn chế bởi về tầm xa này, nó hạn chế bởi vì là đường truyền. Nếu như mà Bluetooth ở cao cấp thì chúng ta sẽ dùng đến tính năng đó là ATPX thì cũng có thể đạt lên được, nhưng maximum nó lên được 48kHz thôi. Nhưng nếu như mà chúng ta truyền qua đường mạng LAN mà gigabit hay là két 6 trở lên thông qua amplifier Apex này thì chúng ta đã truyền được nhạc chất lượng cao trực tiếp từ điện thoại của chúng ta vào hệ thống vùng độc lập của chúng ta. Vậy những chiếc amplifier Apex này hiện tại nếu như bác nào đang có nhu cầu mà muốn sử dụng hệ thống âm thanh chia vùng độc lập ra mỗi tầng một chiếc amplifier, chúng ta có thể đặt vào đấy để cho gửi được thông báo đến từng tầng một. Ví dụ như tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 mà chúng ta lại gửi muốn gửi thông báo khác nhau hoàn toàn. Nếu như mà bình thường chúng ta sẽ phải dùng một cái bàn mixer rất nhiều out, rất nhiều output.
Ví dụ như là tầng 1 chúng ta phải dùng 1 ao, tầng 2 dùng 1 ao, tầng 3 dùng 1 ao. Vậy thì quá nhiều luôn. Và cái việc vận hành cũng rất là khó. Nhưng với Apex thì cực kỳ đơn giản. Chúng ta chỉ cần một cái điện thoại là xong. Quá thông minh đúng không các bác? Tiếp đến nữa là chúng ta cũng có thể điều khiển nó thông qua một tính năng đó là Cloud. Cloud là một tính năng như thế nào? Với Apex chúng ta có thể điều khiển, chúng ta ngồi ở bất kỳ đâu có mạng Internet, chúng ta có thể điều khiển được nó. Ví dụ như chiếc amplifier này có mà lắp tận bên Mỹ đi chăng nữa, Mỹ là made in USA chứ không phải Mỹ Đình đúng không nhá, vẫn ngồi điều khiển bình thường thông qua một tài khoản iCloud. Như cái điện thoại iPhone ấy, chúng ta sẽ có một tài khoản iCloud để có thể điều khiển, hay là gọi là trên máy tính chúng ta có phần mềm TeamView ấy, TeamView hay là UltraView, chúng ta chỉ cần nhập cái ID với cái pass vào thôi là chúng ta có thể điều khiển được cái máy tính, control được máy tính khác rồi đúng không ạ? Apex cũng vậy, chúng ta chỉ cần nhập UltraView vào kiểu như thế, chúng ta chỉ cần nhập vào tài khoản cloud của Apex là chúng ta có thể vào được xem được cái dữ liệu của chúng ta. Đương nhiên mỗi tài khoản đấy khi mà chúng ta nhập vào chiếc amplifier này nó sẽ chỉ cho admin một người thôi. Ví dụ như là khi chúng ta đăng nhập vào tài khoản chúng ta vào đây thì lập tức trong cái tài khoản iCloud của ta Apex ấy, nó sẽ xuất hiện những cái list amplifier để chúng ta có thể select, chúng ta chọn để chúng ta điều khiển từ xa. Ví dụ như là cái này có lợi hại trong cái việc là khi mà chúng ta cấu hình âm thanh hay chúng ta set âm thanh cho một cái khu giải trí hay là một cái vũ trường hay một cái club như thế nào chăng nữa thì cái vấn đề này là cực kỳ lợi hại luôn. Trong những cái việc chúng ta xử lý sự cố xảy ra từ xa thì chúng ta đều biết được rằng là cái hệ thống chúng ta đang bị mắc tại đâu hay như thế nào, bởi vì là trên giao diện phần mềm của Apex chúng ta nhìn được hết tín hiệu đầu vào, đầu ra như thế nào, chúng ta có thể xử lý một cách tuyệt vời và triệt để luôn các bạn nhá. Quá tuyệt vời và quá hay. Một chiếc amplifier tuyệt vời đến như vậy rồi, chất lượng đến như vậy rồi thì khi mà kết nối với hệ thống âm thanh nó sẽ ra như thế nào? Hôm trước em có kết nối với chiếc amplifier 354 thôi. Nhưng mà trời ơi, ngỡ ngàng luôn các bạn, không nghĩ tại sao mà công suất nó lại khỏe như thế. Bình thường một chiếc amplifier của hãng khác mà chúng ta sẽ thấy là tầm khoảng 300-400W là thấy nó yếu lắm đúng không? Nhưng mà với Apex thì nó lại ngược lại điều đấy các bạn. Bởi vì khi mà chúng ta gọi preset ra nó có thể lên đến cao hơn thế. Công suất ra rất mạnh, damping rất tốt. Tất cả những cái amplifier của Apex này damping đạt trên 5000 hết các bạn nhé. Nên vì vậy là nó cái kiểm soát coi loa cũng như sự dao động của màng loa là cực kỳ tốt, đem lại damping cực kỳ lớn. Đó là cái chất lượng đem lại. Và với cái mức giá thành amplifier Apex này ở thời điểm hiện tại so với tất cả các hãng, ví dụ như PowerShop hay Loudoun, nó là tốt nhất. Và tốt như nào, giá tốt như nào thì các bạn có thể nhanh tay liên hệ đến hai số hotline của bên em, đó chính là 0942979696 hoặc 0933469555, hoặc các bạn có thể trực tiếp đến showroom của bên em tại số 7 dãy B2 shop house 24 giờ Tố Hữu Vạn Phúc Hà Đông Hà Nội để trực tiếp trải nghiệm chiếc amplifier này, cũng trực tiếp cấu hình rồi trực tiếp nghịch chiếc amplifier này và nghe trực tiếp kết nối với tất cả các hệ thống âm thanh mà các bạn có thể trải nghiệm thực tế để có thể mua được chiếc amplifier chất lượng này nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm thực tế. Chúc mừng các bác, đây chính là hệ thống âm thanh Martin Audio, kết hợp với đó là chiếc amplifier Apex đến từ Bỉ. Nếu như mà một hệ thống âm thanh mà lại kết hợp được cái sự đồng bộ từ DSP đến công suất rồi đến controller thì Apex đang làm rất tốt cái việc này. Với hệ thống loa ở đây nó sử dụng đó chính là Blacklight X12 một đôi, tức là bát loa 30 kết hợp với ở đây đó là một chiếc subwoofer bát 50 các bác nhé. Con sub là X118, hai kênh A và B sẽ đánh cho là loa full range của chúng ta, và kênh C và D thì em bridge lại để đánh con sub này. Và bây giờ anh em sẽ cùng nhau đi thưởng thức chất âm của bộ dàn này nhé. Nhạc lên nào.
Mình sẽ lấy dấu hôn vào tay mình, dấu hôn làm cái chi còn tôi ngồi đây. Oh,
xảy ra, đừng cho cô chấp đến những lúc này để tao mới thả ra. Bao nhiêu niềm vui bây giờ trở thành niềm tĩnh lặng vì bản thân và mình không có cách yêu. Có người đang cứ chờ dẫu cho trân trọng bằng bao nhiêu ý thơ, mong luôn đứng đầu dậy bơ vương bao giấc mơ. Ai đã chiến đấu rồi theo cánh cò đến người giàu sang nhường đường hòa. Giờ đây mọi anh đau đớn để trời thanh xuân như mây trời vậy nên.